Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị khán giả thân mến, yếu sinh lý đã không còn xa lạ đối với nam giới, đó là tình trạng suy giảm ham muốn và làm chất lượng cuộc yêu bị giảm sút nghiêm trọng. Điều đó ảnh hưởng rất là nhiều tới đời sống hôn nhân cũng như là tình cảm của các cặp vợ chồng. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng với quý vị khán giả tìm hiểu về chủ đề này, yếu sinh lý ở nam giới. Đã đồng hành cùng với quý vị khán giả xin được trân trọng giới thiệu, đó là bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu và nam học Tô Hiệu. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Chào MC Công Nghĩa. Chào quý vị khán giả xem truyền hình. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu thân mến, trước tiên thì bác sĩ có thể chia sẻ yếu sinh lý và rối loạn cương dương là gì? Những cái nguyên nhân nào gây ra tình trạng này thưa bác sĩ? Theo định nghĩa khoa học thì yếu sinh lý là sự giảm khả năng tình dục ở phái mạnh, và sự suy giảm sinh lý này thì biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau như là rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, giảm số lượng chất lượng tinh trùng. Và như vậy thì rối loạn cương dương là một biểu hiện của yếu sinh lý. Về nguyên nhân thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng tôi xin chia sẻ một số nguyên nhân chính như sau. Về tuổi tác, đây là nguyên nhân khá phổ biến ở thường gặp, vì là ở tuổi cao, từ 30 tuổi lên thì cái lượng testosterone trong máu sẽ bị suy giảm, cộng với lại sức khỏe của nam giới cũng có phần đi xuống do tuổi tác, vì vậy là sẽ dẫn đến hiện tượng yếu sinh lý và rối loạn cương dương, xuất tinh sớm. Thứ hai, về tâm lý, trong cái cuộc sống bộn bề hàng ngày về thường phải chịu cái tâm lý căng thẳng và trải qua những cái biến cố, những cái khó khăn trong cuộc sống cũng cái tạo tiền đề, tạo cái nguy cơ dẫn đến bị yếu sinh lý và liệt dương. Thứ ba nữa là cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, cái thói quen lạm dụng rượu bia thuốc lá gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của đàn ông, và những cái chất kích thích này thì cũng có ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của nam giới. Tiếp là một tình trạng rất là phổ biến, đó là tình trạng thủ dâm quá nhiều. Tình trạng thủ dâm quá nhiều thường gặp ở cái nam giới độ tuổi từ sau 30. Tình trạng này có thể là gây nên rối loạn các ham muốn tình dục và gây nên yếu sinh lý, liệt dương. Tiếp là một vấn đề, đó là cái bệnh lý mắc phải. Bệnh lý này là những bệnh lý thường gặp ở những đàn ông độ tuổi trung niên, như là bệnh huyết áp, bệnh tiểu đường, bệnh mỡ máu. Và những cái bệnh này thì nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe là cái thứ nhất. Thứ hai là bệnh tiểu đường thì nó có thể gây tổn thương vi mạch tuần hoàn, có thể ảnh hưởng đến các cơ quan sinh dục như là dương vật, gây giảm tưới máu dương vật, có thể biểu hiện thành cái rối loạn cương dương. Tiếp là những cái chấn thương và những cái cuộc phẫu thuật ở vùng tiểu khung, như là phẫu thuật tỷ lệ tuyến hay là phẫu thuật vùng hậu môn trực tràng, có thể gây tổn thương cái đám rối thần kinh chi phối cho vùng dương vật, vùng cơ quan sinh dục. Nhiều người thì thắc mắc rằng là yếu sinh lý có liên quan đến tình trạng, đó là suy giảm nồng độ testosterone, và liên quan tới khả năng sinh sản ở nam giới hay không? Bác sĩ có thể giải đáp điều này được không ạ? Ta biết rằng là cái hormone testosterone được sản xuất chủ yếu là ở tinh hoàn, và vì vậy cái sự sụt giảm testosterone ngoài việc gây rối loạn cương dương, yếu sinh lý, xuất tinh sớm thì còn có thể làm cho giảm số lượng, chất lượng tinh trùng, và có thể gây nên bệnh vô sinh hiếm muộn ở nam giới. Vâng, thưa bác sĩ, trong đông y thì có quan niệm như thế nào về yếu sinh lý cũng như là rối loạn cương dương? Bác sĩ có thể chia sẻ cùng với Công Nghĩa cũng như là quý vị khán giả của Sống Khỏe cùng IDC Life. Theo quan điểm của đông y thì thận chủ tinh cốt, thận quyết định cái quá trình phát dục của cơ thể con người. Vì vậy mà khi thận suy yếu sẽ gây nên giảm sinh lý, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, và có thể gây nên cái tình trạng vô sinh hiếm muộn xảy ra ở nam giới.
Thưa bác sĩ, nhiều nam giới ở độ tuổi từ khoảng 35 tuổi đã xảy ra tình trạng là rối loạn cương dương hay là xuất tinh sớm. Đây có phải là một trong những cái biểu hiện của yếu sinh lý ở nam giới và nó sớm hay không? Đặc biệt là cái nguyên nhân nào có thể dẫn tới tình trạng này với những đàn ông ở độ tuổi từ khoảng 35 cho tới 50 tuổi thưa bác sĩ? Khi mà có cái dấu hiệu của rối loạn cương dương như theo định nghĩa bên trên của tôi thì đó chính là một biểu hiện của yếu sinh lý, và ngoài 35 tuổi mà đã xuất hiện những chứng này thì cũng có thể là hoàn toàn bình thường. Vì là cái nồng độ testosterone được sản sinh từ tinh hoàn và đạt mức ngưỡng cao nhất vào 20 tuổi. Và khi bước sang tuổi 20 thì cái lượng testosterone này sẽ bị sụt giảm theo từng năm, và cái tỷ lệ sụt giảm từ 1-2% một năm. Và khi tới 40 tuổi thì cái nồng độ này sụt giảm rất là nghiêm trọng, có thể đến 2,6% một năm. Và khi quý ông bước vào tuổi 50 thì cái lượng hormone này chỉ còn khoảng độ 30-50%. Vì vậy là cái biểu hiện rối loạn cương dương, yếu sinh lý xảy ra. Để giảm cái nguy cơ này thì quý ông cần phải chủ động xây dựng cái lối sống khoa học. Quý ông cần thường xuyên rèn luyện, tập thể dục, tập những cái môn thể dục mà phù hợp với lứa tuổi và phù hợp với sức khỏe để nâng cao cái thể lực, nâng cao cái sức khỏe, tăng sức bền, tăng sức dẻo dai của cơ bắp và của cơ thể, cũng có một phần hỗ trợ làm giảm cái tiến triển, làm giảm sự xuất hiện sớm của cái yếu sinh lý. Thứ hai nữa là cần tăng cường bổ sung thêm dưỡng chất và dinh dưỡng qua các loại thức ăn như là giàu omega 3, như là cá biển. Nữa là đồng thời việc đó thì quý ông cần phải hạn chế sử dụng những cái chất kích thích có hại cho cơ thể như là rượu bia, thuốc lá, hay là chất có ga, hay là đồ thức ăn đóng hộp sẵn. Vâng thưa bác sĩ, tôi hiểu, liệu có loại thảo dược nào giúp cho các đấng mày râu có thể tăng cường chức năng sinh lý, đặc biệt là đối với cả những đấng mày râu bị tình trạng là yếu sinh lý, họ có thể lấy lại bản lĩnh của đàn ông và giúp cho cuộc sống thăng hoa hơn hay không? Bác sĩ có thể chia sẻ được không ạ? Như chúng ta đã biết, để điều trị cái tình trạng rối loạn cương dương yếu sinh lý thì Tây y thì có rất là nhiều vị thuốc, có rất nhiều loại thuốc có tác dụng nhanh nhưng mà lại tạm thời, không kéo dài. Vì vậy chúng ta nên sử dụng các sản phẩm thảo dược đông y. Và các sản phẩm sản dụng đông y này thì từ xa xưa đã được kiểm chứng, và bây giờ trên thị trường thì có rất là nhiều nhãn thuốc và nhiều nhà sản xuất khác nhau. Chúng ta nên thật là thông minh để lựa chọn những sản phẩm mà tin tưởng, uy tín. Và ví dụ như là cái sản phẩm gần đây nhất trên thị trường đó là sản phẩm Viking Man. Đây là một dạng sản phẩm thuốc thảo dược đông y được bào chế với dạng viên, rất là thuận tiện cho người sử dụng và đã được Bộ Y tế cấp phép. Vì vậy là chúng ta có thể đảm bảo sử dụng, tin tưởng về cái chất lượng cũng như là hiệu quả của sản phẩm. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng với những thông tin được chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Tô Hiệu, quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích và chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng như những người thân trong gia đình của mình được tốt hơn. Quý vị đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn, quý vị có thể gọi đến số hotline 0854-400-102 hoặc có thể gửi câu hỏi đến với địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Và chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.